Xin chào tất cả bác nhé. Hôm nay em lại tiếp tục tháo và vệ sinh thêm hai con hút ẩm này Mitsubishi nhé. Đó, máy thì zin nguyên bản, các bác có thể thấy rằng là từ cái dàn đồng của nó này quá là đẹp luôn. Chức năng hút ẩm, sấy quần áo, công suất hút là 14,5 lít trong ngày. Đây các bác nhìn từ cánh quạt này. Đó, tháo vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Đây là phần là mạch đây nha. Đó, số đây luôn này, tránh nhầm lẫn này, cái bộ nào vào bộ đấy luôn. Quạt. Đó, mặt trước này, các bạn thấy chưa? Cảm biến nha, cảm biến quét khu vực đó này. Con này là điện là 220V. Càn nước thì rất là đẹp nha. Phần mặt của nó đây, mặt trước đây, ok chưa? Thì các bác có thể thấy rằng là cái thông số kỹ thuật đầy đủ trên đây nhé, điện 220V này, hút 14,5 lít trong một ngày này, đó bên Japan nhé, công suất là 250W. Tất cả máy tháo từng chi tiết vệ sinh rất là sạch sẽ và đẹp rồi. Đó, mọi người thấy cái dàn ok chưa? Tuyệt vời nhé. Phần bên đây là phần lắp quạt này. Đó, máy em đã test ok, mọi người thấy là từ tế chỉ sơn này, chỉ sơn còn giữ nguyên bản luôn nhé. Và lốc ở trên dưới này nhé. Đó, thiết kế rất là gọn gàng. Với những dòng máy này 100V thì mọi người phải sử dụng biến áp ở ngoài, để vì cái không gian của nó hầu như là không còn này. Bên đây là can này này, bên đây là bờ lốc này, bên đây là trên là dàn này. Đấy, nó còn cái không gian nào đâu để biến đặt biến áp đâu. Đó, khe này thì rất là nhỏ, cái này để cài dây điện rất là nhỏ, không thể lắp được biến áp. Đây là cái giải pháp của những cái máy điện 220V này, rất là tiện. Tiện cái là với là những cái hàng này nó toàn bộ là hàng chính hãng nhá, hàng chính hãng chuẩn Nhật xịn luôn đấy ạ. Rồi chi tiết bác nào mà ưng dòng máy này liên hệ với em qua số điện thoại 0987807038 nha. Thì với những con máy mini này thì ngoài ra là bên em có những dòng mít cột 14 lít này. Đó, hiện tại bây giờ thời tiết là đang sấm nha, đang sấm, chuẩn bị mưa nơi rồi. Rồi, ok, xin chào, cảm ơn tất cả các bác.